phát hiện thi thể Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã trên núi. Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể ông Hoàng Văn Xê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Cổ Đạm, trên núi. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 3, người dân xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, lên núi Mào Cà đã phát hiện một thi thể nam giới nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi. Người tử vong được xác định là ông Hoàng Văn Xê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Cổ Đạm. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân cho biết, chúng tôi đã nắm được sơ bộ sự việc nhưng chưa rõ nguyên nhân ông Xê tử vong. Người nhà bảo tối hôm qua ông Xê không trở về nhà, đến sáng nay thì phát hiện thi thể trên núi. Trước đó, ông Xê bị xem xét để kỷ luật liên quan đến vi phạm trong việc xác nhận công chứng sổ đỏ, dẫn đến việc người dân tố cáo. Sự việc xảy ra đã lâu, huyện đang làm rõ trách nhiệm để xảy ra sai phạm. Hiện công an huyện Nghi Xuân đang điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định không phải là vụ án mạng, còn nguyên nhân tử vong thì phải chờ kết quả trưng cầu giám định tử thi, cán bộ công an huyện Nghi Xuân nói.